camera bấm nút nguồn của cái điều khiển trên 360 này, nó sẽ hiện lên, nó sẽ hiện lên xung quanh xe. Và hiện tại nó đang là cái camera sau của mình, bên trước của mình nè, có chỉnh nè, mở xi nhan nè, là bên phải thì nó sẽ hiểu bên phải, rồi nó sẽ quay phía bên phải cho mình, rồi xi nhan trái thì nó sẽ quay phía bên trái. Và trên này, trên cái nút remote này, mình có thể chỉnh nó xem camera được, có thể xem bên trái được, có thể xem bên phải được, và có thể xem về sau lưng được. Đây, đây là bên phải này, đây là bên trái của mình này, và đây là sau lưng.